em nói lời yêu, nghĩa là em thể hiện qua những cái việc làm. Thì mình cũng không có biết được là Trang lại quý và thương mình đến vậy. Và đầu tiên xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào anh. Xin chào chị Hồng Vân. À, xin chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thanh Phong, giảng viên đại học. À, anh Phong năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 40 tuổi. À, 40. Dạ. Mình nhỏ hơn. Chào thầy. Chào anh. Mời xin chào cô. Chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trang, năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và công tác tại trường đại học, làm giáo vụ khoa. À, giáo vụ. Dạ vâng. Rồi, hai người có thể cho thường biết, quý vị khán giả biết là cái lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên thì em là học trò ở lớp tiếng Anh của nhà em. Và em đăng ký lớp đó để luyện thêm cái tiếng Anh khi mà đỗ vào đại học. À, và... chứ không phải là đăng ký lớp đó để gặp thầy. Sau khi mà đăng ký vào lớp đó thì thầy dạy chỉ dạy được một tháng thôi, không có tiếp tục dạy bọn em nữa. Và trong cái quá trình dạy đó thì em cũng không nghĩ là nhà em là chưa có gia đình, mà nghĩ là chắc là có hai con. Con thì em thấy là lúc đầu vào thì em nghĩ là nhà em có gia đình rồi, cho nên là mình cũng không nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là thầy giáo của mình thôi. Nhưng mà trong quá trình học thì thầy dạy tiếng Anh nhưng mà thầy toàn đọc thơ. Cho nên là ban đầu thì thấy nó có cái cảm giác thì rất là bực mình. Vì mình đi học tiếng Anh mà, chứ mình không đi học thơ. Giờ hỏi qua thầy đi, Dạ. Đó là thầy thích đọc thơ từ xưa giờ hay là vì trong lớp có cái cô học trò này mà tự dưng thầy thích đọc thơ? Thông thường thì vô lớp học lúc đầu thì làm cho các bạn có cái sự hưng phấn và vui để học. Thì mình thường chêm một hai câu thơ hay là dẫn dắt một hai câu chuyện gì đó để cho các bạn ham học hơn, chú tâm vào việc học hơn. Thế em có biết là những câu thơ của em làm cho một cái cô này có bực mình không? Thì sau khi mà nghe thầy đọc như vậy đó thì nói chung là thời gian trôi qua thì em thấy là học lớp của thầy thì cũng thấy là rất là hay. Nhưng mà vừa mới thấy hay thì thầy lại đi mất. Thì tự dưng trong người mình thấy là mình hụt hẫng đó, bị hụt hẫng đó. Dạ, mình bật khóc đi. Và cũng không hiểu là tại sao mà mình lại khóc dữ vậy. Bây giờ nè, chị muốn hỏi là trong cái câu chuyện tình cảm này thì ai là người thổ lộ trước? Không hẳn là em nói lời yêu, nhưng mà nghĩa là em thể hiện qua những cái việc làm thì em chắc... thể hiện có nghĩa là thầy hiểu được là Trang quý thầy đúng không? Thì cũng không biết là cô ấy có thương mình hay không, nhưng mà thực ra thì thấy cô ấy rất là nhiệt tình trong mọi việc hết. Bao lâu thì thầy vấn vương cái cô gái này? Cũng lâu lắm, chắc khoảng 6-7 năm. Tôi 6-7 năm mới nhận ra được 6-7 năm cái tình cảm của cô này dành cho mình. Không, tình cảm là thầy nhận ra thì nhận ra thì chắc khoảng cỡ độ 2 năm thôi. Thế còn Trang thì sao? Em nghĩ là sau cái giây phút mà nói là thầy sẽ không còn dạy bọn em nữa đó, em thấy cảm giác là rất là hụt hẫng. Đúng rồi. Cái tình yêu học trò mà dành cho thầy giáo á, nó không đơn thuần chỉ là yêu mà yêu giống như nam nữ, mà nó có cái sự ngưỡng mộ trong đó, sự kính trọng trong đó. Thành ra là nó rất là khổ, nó gần như là nó có đơn phương nữa đó, đúng không? Dạ. Em mất mấy năm đơn phương? Em nghĩ là 2 năm. 2 năm em đơn phương? Dạ. Tổng cộng từ lúc em gặp thầy cho đến lúc mà hết cái đơn phương đó là mấy năm? Dạ, 8 năm. Có nghĩa là tới 8 năm thì hai người mới quyết định là song phương. Lý do tại sao thầy phải đè nén cái tình cảm của mình như vậy? Thực ra thì nhà giáo cũng là một cái nghề mình đeo đuổi. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình có một cái ý hướng khác là đi tu. Cho nên khi dạy lớp bạn Trang được một tháng hơn một tháng thì chào tạm biệt lớp. Mình lên đường đi tu. Rồi xong sao nữa thầy? Đi một thời gian thì nó cũng có cái sự trục trặc giữa về sức khỏe. Sau đó thì lại tiếp tục đi về để chữa bệnh. Sau khi chữa bệnh xong thì lại đi dạy học. Dạy học thì vẫn gặp lại bé Trang. Lúc đó là gặp lại bé Trang. Rồi sau khi dạy học xong thì lại tiếp tục chia tay tiếp, rồi lại đi tu. Thế cho nên nó cũng có những cái giằng co dai dẳng. Rồi bạn Trang thì lúc đó thì rất là yêu mến và quý thầy, cho nên là khi đi thì bạn cũng sẵn sàng tiễn thầy đi đến nơi đến chốn. Thì mình cũng không có biết được là Trang lại quý và thương mình đến vậy. Sau này mới nhận ra, mới biết.
Nhưng mà lý do gì để mà thầy quyết định là thầy thôi để mà cưới bé Trang? Quen bé Trang rồi cũng dai dẳng, cũng lâu năm rồi, nhiều như vậy thì cũng ngồi chia sẻ với nhau, và chắc là đến cái tuổi của mình cũng cao rồi, mình cứ đi mải mê tìm kiếm cho mình một con đường. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bảo rằng đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Và có lẽ là mình đã loanh quanh quá nhiều và tìm cho mình một con đường, nhưng mà Thiên Chúa thì lại chuẩn bị cho mình một con đường tốt hơn, và chắc chắn là sẽ tốt hơn cái con đường mà mình chọn. Thì mình nghĩ là chắc là Trang sẽ là cái nơi mà bến độ bình an, cho nên là mình đã chọn Trang để làm người yêu của mình và chấm dứt cuộc đời vân vân. Thế em có thấy rằng là em giống như là một nhân vật gì đó trong một cái câu chuyện hay là một bộ phim gì đó không? Cũng có nhiều người hỏi em cái câu hỏi đó. Và trong đó thì có một thầy giáo của em, thì thầy đấy đã tặng em một cuốn tiểu thuyết. Thầy ấy chỉ nói với em một câu là em hãy đọc cái cuốn này và xem mình có hình bóng gì ở trong cái cuốn này không. Thì lần đầu tiên thì em cũng nói chung là mình chỉ đọc qua thôi, và khi mà em đọc đến lần thứ ba thì em thấy là mình dường như là cũng quá giống đúng không? Tiếng chim hót trong bụi mận gai đúng không? Dạ. Thế em có sợ không? Em cũng sợ, sợ rồi mình đấu tranh tư tưởng nhiều quá. Và đôi khi thì mình nghĩ là hay là mình hy sinh cái hạnh phúc của mình để mà ước nguyện của anh ấy thành hiện thực. Nó cứ giằng co hoài, và đến một lúc thì em đã nói hết cho anh ấy nghe. Trong cái quãng thời gian mà nó quá dài như thế thì nó có nhiều cái, nhiều khi em cảm thấy mình vô vọng quá, không đủ sức để mà tiếp tục theo đuổi nữa đúng không? Thực ra thì có nhiều cái đến thời điểm này em cũng chưa có nói cho nhà em biết. Tiễn nhà em vào trong cái tu viện như vậy đó, thì em cứ hy vọng là anh sẽ quay lại. Xong rồi em ngồi ở đó, ngồi giết đến chiều, ngồi đến chiều. Xong rồi anh gọi điện thoại, anh nói là em đã về chưa, rồi mà em vẫn chưa về, em vẫn cứ ngồi ở đó, em vẫn cứ hy vọng là anh. Và rất là nhiều lần như thế, nhưng mà không làm sao mà em có thể nói được với anh là thôi anh ở lại với em đi. Em không nói được câu đó. Chị hiểu rồi. Em chịu đựng cái việc này là bao nhiêu lần? Rất là nhiều lần. Sau 8 năm thì em nghĩ là hay thôi, mình để cho anh đi. Và em cũng sẽ có một cái định hướng mới của em, có thể là em về quê hay em làm một công việc gì khác để giống như là có thể quên anh. Hoặc là nhiều người nói thì cũng có thể là một thời gian nào đó em có thể em quen một người khác, nhưng mà trong em thì không làm được điều đấy. Dạ, cho nên là em quyết định là nói với anh để nếu như anh quyết định đi thì thôi em sẽ để anh đi luôn. Khi cô ấy nói đó với thầy thì lúc đó thầy như thế nào? Bản thân của Phong thì từ trước đến giờ thì mình đã đeo đuổi cái con đường ơn gọi đời tu, cho nên là mọi cái đều chăm chút cho đời tu hết, cũng không có cái gì lo cho bên ngoài cả. Nếu mà ra ngoài bây giờ thì nhà không có cái gì hết, là hai bàn tay trắng, cho nên cũng sợ, là bởi vì nếu mà bây giờ ra thì không biết là lấy cái gì mà lo cho em. Mà đời tu của mình thì nó cũng bị trục trặc, nó hay dang dở như vậy đó, thì cũng ngồi suy nghĩ lại, cũng nghĩ kỹ và cũng cầu nguyện. Rồi cuối cùng thì em mới nói hết ra tất cả những gì mà em mới suy nghĩ và em mới trăn trở. Thì mình mới hiểu được là em cũng đã dành cho mình một cái tình yêu rất là lớn. Cuối cùng thì suy nghĩ kỹ và cũng quyết định đi tới hôn nhân. Có nghĩa là đến với câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là đi đâu loanh quanh đúng không? Đi đâu loanh quanh cho đời, mệt. Lúc em mệt rồi. Ủa, vậy là thầy với lại Trang là lấy nhau được mấy năm rồi ạ? Gần 4 năm nay ạ. Có em bé chưa? Dạ em có 2 em bé. Wow. Dạ. Một nam một nữ hay là? Dạ một nam một nữ. Một nam một nữ. Dạ. Như vậy có nghĩa là bây giờ là thầy đã chính thức là về với cuộc sống bình thường rồi. Dạ. Thì cái cuộc sống bình thường á nó có khó khăn như là thầy nghĩ không? Thì ở nhà tu thì nó hoàn toàn khác cái ngoài đời. Ăn có giờ có giấc, ngủ cũng có giờ có giấc, làm việc cũng có giờ có giấc. Nhưng mà khi ra ngoài đời thì nó phải bươn trải với cuộc sống, rồi phải có những mối liên hệ. Nhưng mà những cái đó thì cũng phải một thời gian thì Phong mới bắt kịp được cái cuộc sống mới. Bởi vì cuộc sống mới nó nhộn nhịp, nó ồn ào, cho nên phải đợi một thời gian lâu thì Phong mới thích nghi được cái cuộc sống. Để hỏi cái tâm trạng của Trang là lúc mà bắt đầu Trang sở hữu được thầy rồi đó, em có thấy ngại không? Với em thì không chỉ là đến cái lúc cưới đấy nó mới
tức là mới sở hữu rồi mới ngại, mà ngay cả bây giờ thì em vẫn ngại ngại. Ngại ngại hả? Rồi thầy có bắt em là dậy đúng giờ nè, xong rồi là ngủ đúng giờ, ngủ đúng giờ. Dạ cái đấy là đương nhiên. Ồ. Có nghĩa là em không kéo thầy ra được cái nề nếp của thầy, mà ngược lại thầy kéo em vô nề nếp của thầy luôn. Dạ tại vì cái quãng thời gian của thầy nó dài hơn quãng thời gian ở với em, cho nên là em nghĩ là em sẽ bị cuốn theo cái đó hơn. Rồi bây giờ là cuốn luôn rồi đó. Dạ. Và bây giờ như... thành một cái lệ luôn. Dạ. Thường thì 9 giờ là tắt điện hết. À, tắt điện đi ngủ. Mấy giờ giấc? À, buổi sáng thì 5:30 hoặc 6 giờ. Còn nếu mà hiện tại thì tại do em mới sinh em bé cho nên là thời gian trễ hơn một tí xíu. À, rồi còn gì nữa không? Nhà em thì luôn luôn là sạch sẽ, và nhà em hay hỏi em là đánh răng chưa? Đánh răng mới được đi ngủ. Nhiều khi mà em trùm màn kín này mới nghe nói đánh răng chưa, nó có thôi em đi ra ngoài cái đi đánh răng. Ồ đó, đánh răng mới được đi ngủ. Dạ. Yeah. Mỗi lần mix lại với nhau á. Đúng rồi, đánh răng. Không đến mức thế đâu ạ. À quên nữa, có ngủ chung giường nhau. Dạ. Có rồi, chắc chắn rồi đúng không? Dạ. Cho ngủ chung gối không? Dạ không, gối thì không có chung. Còn cái chăn có chung không? Chăn không chung. Là không được đắp chăn chung luôn hả? Dạ. Có nghĩa là quen rồi, xưa thầy là cái gì cũng phải riêng biệt hết. Gối riêng, chăn riêng, khăn riêng, tất tần tật mọi thứ. Dạ. Từ từ em mới kéo thầy về. Riêng cũng tốt chứ, tại vì đang nằm ngủ mà đụng chạm vào cái là hết ngủ luôn. Thầy khó ngủ. Nhưng mà chẳng lẽ là cái việc đó nó sẽ là đi xuyên suốt luôn, hay là thầy có bao giờ thầy nghĩ rằng là thầy sẽ thay đổi nhưng mà với vợ mình? Cũng có, tại vì mình nghĩ là nếu mà cái chăn nó rộng rộng thêm tí thì nằm cũng được, nhưng mà cái chăn nó hơi nhỏ. Mua chăn mới liền. Có chắc vậy không? Mua chăn mới liền. Trời ơi. Tại sao Phượng hỏi vậy là bởi vì Phượng nghĩ một điều nha. Là em có những lúc em cảm thấy bị tủi thân đúng không? Dạ có. Thật ra tôi biết nè, tôi đang ngủ vậy đó, vợ tôi ở nhào lên bắt ôm luôn, cái là tôi hết ngủ luôn, là tôi không dám chống đối. Muốn ôm mình phải xin phép. Thế bây giờ nếu mà cái chăn lớn thì chồng đắp chung chăn với vợ? Chăn lớn thì đắp chung thì được. Đắp chung hả thầy? Đó, thầy hứa nha. Đó, thầy hứa. Tôi mong lần sau cái câu chuyện này các nhà tài trợ sản xuất chăn phải tài trợ cho chương trình Vợ Chồng Son. Méo kìa, nói thầy mắc méo đi. Méo đi. Đó, đó. Có gì làm chứng rồi đúng không? Không, đấy là cái mục đích chính của em tới đây được cái đó, đạt được cái đó. Đạt được rồi. Trang mong muốn là thầy Phong sẽ... Thôi anh Phong đi, anh Phong thay đổi như thế nào? Rồi sau đó là tới anh Phong mong muốn em Trang những gì đó. Nên tâm sự trước đi. Cái mong muốn lớn nhất của em là đã đạt được rồi. Là đắp mền chung thôi đó hả? Chỉ đắp mền chung. Còn ngoài cái mong muốn đó ra thì em nghĩ là em không còn mong muốn gì lớn hơn nữa. Vì em thấy là cuộc sống sau khi em có gia đình cũng như là sở hữu được thầy rồi đó. Và... em thấy rất là hạnh phúc và nếu như có cho em quay trở về làm lại thì em cũng sẽ trả thầy. Trời ơi hay quá. Chợ, bây giờ còn thầy. Thầy mong muốn Trang thay đổi gì không? Trang là người phụ nữ rất là đảm đang, chịu thương, chịu khó, chu toàn mọi công việc, thì thấy Trang không có cái gì cả. Chỉ có điều là khi em buồn em hay im lặng, em không có nói. Nếu mà em có chuyện gì buồn thì em cứ nói thẳng cho anh biết để anh có thể giải quyết, hay là có thể thay đổi, hay là có thể sửa gì đó để cho gia đình thực sự là được êm ấm, hạnh phúc hơn. Bởi vì nếu như mà em im lặng thì có thể nó là một cái tảng băng ngăn cách, chúng ta sẽ không được đến gần lại với nhau trọn vẹn như là chúng ta nghĩ nữa. Thì em cứ buồn thì em cứ nói ra, chỉ có cái điều đấy thôi. Chính xác. Em còn muốn nói gì với anh Phong nữa không? À, không còn gì hơn thì em muốn anh hát tặng em cũng như là chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, quý bạn khán giả ở đây bài hát. Anh thấy xin hát tặng chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận và quý vị khán thính giả, đặc biệt là tặng cho em bài hát là Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đi đâu lên quanh cơ đời mỗi mẹ. Nhưng mà xin hát bằng tiếng Anh chắc. Một chút nhớ đến đâu thì hát đến đó thôi. How many years still on the moon?
To go around on time at night, just go ahead and the sun and moon down light tide a world of mine. Which is where I trees, which is where I wish, and in the trunk sun daylight light. They pass, just in the spring, just in the summer. In early fall, a horse come back from France. Oh, cái bài này là thầy viết tiếng Anh không, hả? Không, có một nhạc sĩ khác viết tiếng Anh. Sao em? Thỏa mãn chưa? Em thấy rất là vui. Vậy hả? Bây giờ vậy nè, sao mà muốn mời thầy đứng lên, cái Trang đứng lên cái đó rồi á, Trang muốn làm gì thì Trang làm đi. Khỏi xin phép. Khỏi xin phép luôn. Cái này chắc là... Kể từ giây phút này là coi như là thôi, không xin phép gì hết. Tình cảm mình tới đâu thì mình dồ dập tới đó. Mình thích là mình làm thôi. Không có sợ. Trời ơi, của mình mà tại sao lại sợ. Trời ơi. Chụp cái đi. Đi nào, quay mặt đi. Không thấy đâu, khán giả mà thấy đâu. Thôi thầy chủ động đi thầy. Mệt đâu mà thầy chủ động đi thầy. Quá tuyệt vời. Và xin chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Dù chăng lớn, chăng nhỏ gì cũng ôm nhau thoải mái. Cảm ơn thầy.